Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về một cái lô mic JD card, mã của nó là EU900 các bác nhá. Đây là JD card đời cao. Về chưa lau chùi dọn dẹp gì mà tay nó đã đẹp như này các bác nhá, quá đẹp luôn. Đấy, tay mic nói chung là JD card như này là quá ok rồi, có chút chảy sức nhẹ các bác này. Đấy, rất ok, có 30 bộ các bác nhá, có 30 bộ mic JD card. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái video để so sánh giữa mic JD card và mic Beyer vỉ tím và một cái dòng mic MD3000. Thì đây là dòng mic chuyên sự kiện này. Đấy. Và đây là dòng mic chuyên phòng hát này. Và đây là dòng mic chuyên phòng hát và sự kiện cũng được. Đấy, sự kiện nhỏ cũng được. Thì nó sẽ có 3 phân khúc JD card và Beyer vỉ tím. Và đây nó thuộc dòng xua các bác nhá, dòng xua. Thì trong 3 đầu thu này nó đều là dòng mic hay và là dòng mic cao cấp. Đấy. Và dòng mic JD card là những cái dòng phân khúc cao tiền nhất này, xong đến Beyer đấy, và xong cuối cùng là những cái dòng mic của hãng Shure như này, hãng Shure hai màn hình. Đấy thì các bác và anh em nhìn hiển thị ở trên màn hình thì nó đặc trưng giống những cái dòng UX8X9 đấy, thì nó có những cái hiển thị như chiếc đầu thu MD3000 này các bác nhé. Và cái bộ mic MD3000 này bên em đang bán với giá là 1.300.000 bao ship, và mic Beyer vỉ tím tay da cá đẹp như thế này là giá là 2.700.000, và mic JD card đời cao giá là 2.800.000 các bác nhé, 2.800.000 một bộ bên em bao ship. Dòng này thì quá chất lượng rồi, thì bây giờ em sẽ so sánh chất âm đấy, thực tế ở trên video để cho bác nào có nhu cầu về mic nào các bác và anh em có thể là tham khảo để mua các bác nhé. Không phải là đắt tiền là nó hay hoàn hảo, và không phải rẻ tiền là nó không hay các bác nhé. Đấy, thì những cái dòng mic JD card này nó là một cái dòng mic thương hiệu được rất nhiều các bác và anh em biết đến, nên là giá thành của nó rất cao. Hoặc là Beyer vỉ tím cũng vậy, rất nhiều các bác và anh em biết đến, nên là giá lại khác. Nhưng cái bộ mic Shure MD3000 này nó là dòng mic rất phổ thông các bác nhé, dòng mic phổ thông. Đấy, và hàng nội địa Trung Quốc người ta dùng rất nhiều. Trong 3 đầu thu này, JD card, Beyer vỉ tím và dòng mic MD3000 của Shure thì đều là hàng bãi Trung Quốc các bác nhá, chứ không có bãi Mỹ, bãi Đức và bãi Nhật. Đấy, toàn bộ là hàng thương hiệu của JD card này, Beyer vỉ tím này và MD3000 của hãng Shure. Trên đây thì em đang cắm 3 đầu thu vào 3 đường mic của một con vang DKS31A. Đấy, và volume em để cân bằng nhau và em sẽ test từng tiếng mic một. Và đây là em sẽ đang cầm bộ mic JD card EU900 các bác nhé. Thì các bác và anh em nghe xem là chất âm bộ mic nào vượt trội hơn, hay là các bác và anh em cần bộ mic này vào làm sự kiện hay là hát gia đình các bác nhé. Đây là bộ mic JD card. Một ngày lên sầu bình, một ngày lên cấu đò đứa thầm gọi tôi về về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Đấy, đấy là chất âm của dòng mic JD card. Và đây là chất âm của dòng mic Beyer vỉ tím các bác này, Beyer vỉ tím. Dòng Beyer vỉ tím. Lên một nghe lên sầu bình, một nghe cấu đò đứa thầm gọi tôi về về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Đấy, đấy là chất âm của dòng mic Beyer vỉ tím các bác nhé. Và cuối cùng là chất âm của dòng mic MD3000, nó thuộc hàng Shure. Đấy, em cứ nói chung là thuộc hàng Shure các bác nhé. Lên một nghe lên sầu bình, một nghe một nghe một năm sầu bình lên cứu đò đứa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Thế thì các bác và anh em đánh giá sao về chất âm 3 dòng mic này? Đấy, dòng mic JD card và dòng mic Beyer vỉ tím và dòng mic của hãng Shure. Thì dòng mic JD card này,
tiếng của nó rất trung thực các bác nhá, tiếng trung thực rất hợp cho bác và anh em làm kẹo kéo hay làm sự kiện lớn, thì sóng của nó rất ổn định các bác nhá. Đấy, sóng của nó rất ổn định này. Lên 1 2 lên 6 bình lên. 1 2 lên 6 bình lên. Đấy, đấy là dòng mic Zerika. Và dòng mic Bayer vì tím thì các bác và anh em thấy chất âm của nó là sáng tiếng đều ba dải. Đấy, thì rất hợp cho bác và anh em hát gia đình này, làm phòng hát thì mic Bayer vượt trội hơn, vượt trội các bác nhá về chất âm. Lên sóng 1 2 lên 1 2 4 5 6 bình lên. Đấy là chất âm của dòng mic Bayer vì tím. Và cuối cùng nữa em lại là dòng mic của Shure. Thì những cái dòng mic này nó phổ thông và giá rất hợp lý để cho bác và anh em cần bộ mic để chơi gia đình. Thì những cái phân khúc cái 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu là bên em có rất nhiều mã mic này các bác nhá, có rất nhiều mã mic này. Chất âm thì em khẳng định với các bác và anh em không thua kém Bayer vì tím và cũng không thua kém Zerika và mấy các bác nhá. 1 2 lên 6 7 lên. 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy là chất âm của dòng mic MD3000. Thì đây là ba cái bộ mic là phổ thông nhất của bên Trung Quốc, còn cái đầu thu BBS nữa thì hôm nay thì em cũng chưa ghép được cái đầu thu BBS lên, thì để hôm nào có một cái video thì em sẽ cắm đủ các loại những cái đầu thu mà nó đang phổ thông ở Việt Nam để các bác và anh em xem và tham khảo để mình xem là mình cần mua bộ mic nào hợp với dàn của mình và để các bác và anh em làm kẹo kéo hay làm sự kiện này các bác nhá. Thì dòng mic Zerika EU900 ngày hôm nay bên em về đấy, đầu thu thì quá đẹp rồi, rất đẹp. Và tay mic của nó là tay mic màu đen các bác nhá, hàng cam kết là nguyên zin. Bác nào mua thì em sẽ lau chùi sạch sẽ rồi bán cho bác và anh em. Đấy, để bác nào có nhu cầu về những cái bộ mic Bayer vì tím, Zerika hay là những cái mic vừa tiền như là MD3000 thì các bác và anh em liên hệ với Hương Sang Audio 0979987696. Rất cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác nha.